Anh là ma hoàng chắc nhất phàm, bởi vì cuốn Cửu U Mật Lục, anh đã bị đồ đệ ruột cấu kết với thất hoàng của thánh vực hại chết. Sau khi chết, anh được trùng sinh vào thân thể của một Zano bé nhỏ trong Lạc Gia. Từ đó anh quyết tâm làm lại từ đầu, chờ ngày xông tới thánh vực khô máu. Hôm nay, sau khi biết hai tỷ đệ Lạc Gia bị đối xử tệ bạc, cũng là làm hỏng đại sư của mình, Trác Phàm mang theo Lạc Vân Hải và Bàng thống lĩnh đi đến Thái gia đòi công đạo. Trong trang viên Thái gia, lúc này Thái công tử đang trêu hoa gẹo bướm cùng biểu muội của mình, mặc cho Lạc Vân Thường đang đứng ở một bên nài nỉ. Khi cảm thấy hơi phiền phức, Thái công tử không khách sáo đuổi thẳng cổ Lạc Vân Thường đi, nói trong mắt mình bây giờ chỉ có Vũ Phi muội muội mà thôi, có gì thì bảo cô tự đi nói với cha hắn. Lạc Vân Thường vẫn không chịu từ bỏ, cô không ép Thái Hiếu Đình thực hiện hôn ước, chỉ mong hắn nể mặt bọn họ đã từng là thanh mai trúc mã mà giúp cô dựng lại Vân Trang. Lúc này, Phi Vũ đột nhiên chạy tới tát cô một cái, nói Hiếu Đình là của ả ta, không cho phép cô ở đây mè nheo ăn vạ. Quá ấm ức, trong lúc Lạc Vân Thường không biết phải làm sao, Trác Phàm đã lao tới như một cơn gió, tát cho Phi Vũ và Hiếu Đình mỗi đứa một bạt tai, sau đó nói, gian phu dâm phụ, dám làm hỏng chuyện của ta. Ăn một vả, Phi Vũ tức tối chửi ầm lên, còn Hiếu Đình thì ở một bên đánh giá Trác Phàm, người này chạc tuổi hắn, thế nhưng ra tay lại nhanh nhẹn, khiến hắn không kịp phản ứng, ít nhiều cũng là một cao thủ trong cấp tụ khí cảnh. Trác Phàm cũng đâu muốn làm kiểu anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ là do tâm ma khốn kiếp. Thấy Lạc Vân Thường buồn thì tim anh cũng bị tra tấn, cho nên anh vẫn phải thuận theo tâm ma, đi cùng Lạc Gia thêm thời gian nữa. Lau nước mắt cho Lạc Vân Thường, Trác Phàm liền dẫn cô rời đi, nhưng lúc này họ bị Phi Vũ quát đứng lại, ả ta nói nếu không quỳ xuống xin lỗi thì đừng mơ bước ra khỏi cửa. Thấy mấy đứa nhỏ lại ngứa đòn, Trác Phàm quay lại một lần nữa, túm lấy cổ hai đứa nhỏ, ấn sâu xuống mặt đất, cũng cho bọn chúng quen dần với mùi vị của nơi ở trong tương lai. Bị đánh cho sấp mặt lờ, nhưng bản tính mồm tép nhảy không cho phép Vũ Phi ngừng lại, cô ta vẫn tiếp tục hăm dọa, nhưng kết quả lại bị Trác Phàm sút cho lăn lông lốc cả đôi. Đúng lúc này, cha của Hiếu Đình tới, vừa thấy cha tới Hiếu Đình đã chỉ mặt Trác Phàm, tuy vậy nhưng Trác Phàm không sợ, vẫn thản nhiên nói lên tu vi của ông ta, luyện cốt cảnh bắt trọng. Thấy tiểu tử kia vừa liếc mắt đã biết chính xác tu vi của mình, Thái gia chủ có chút dè chừng, đầu tiên ông ta hỏi danh tính của Trác Phàm. Trác Phàm thản nhiên nói, ta là quản gia của Lạc gia, Trác Phàm. Tuy biết người trước mặt có vẻ thần bí, nhưng Thái gia chủ cũng không thể làm gì khác, bởi vì trong nhà ông hiện nay còn đang có một thế lực đáng gờm hơn, không thể đắc tội. Ông ta đang nói mấy lời đạo đức giả với Lạc Vân Thường, Trác Phàm liền ngắt lời, bảo ông ta đừng làm ra vẻ có ơn với Lạc gia, có ý kiến ý cỏ thì cứ nói thẳng. Thái gia chủ lúc này cũng không nể mặt nữa, ông ta đứng ra đòi lại công bằng cho Vũ Phi, bảo nhóm người Trác Phàm mỗi người đứng ra nhận một trưởng, ông hứa chỉ dùng 2 phần công lực, còn sống chết thì mặc kệ mấy đứa. Đoạn cốt cảnh bắt trọng, kể cả dùng 2 phần lực, nhưng đối với đám người tu vi thấp như họ cũng là lấy mạng rồi. Trong lúc mọi người đang lo lắng, Trác Phàm liền bước tới nhận kèo, hơn nữa anh còn động thủ ngay lập tức. Anh đánh đến chỗ Thái gia chủ một trưởng, ông ta cũng lập tức tung chiêu phản kháng, sau chưa đầu thấy Trác Phàm vẫn không sao, ông ta có vẻ hơi bất ngờ. Nhưng ông ta lại nói, tuy ngươi may mắn thoát chết nhưng những người khác thì chưa chắc. Trác Phàm lập tức cười lớn nói, ta chưa bao giờ tin vào vận mệnh, ta dựa vào thực lực của mình. Lúc này Thái gia chủ mới nhìn vào bàn tay của mình, trên tay ông ta đã xuất hiện tụ máu, mà con trai ông ta cũng bị hộc máu mồm. Là Trác Phàm vừa rồi đã ra tay, bây giờ sống chết của hắn hoàn toàn nằm trong tay Trác Phàm. Thấy bản thân không thể làm gì khác, Thái gia chủ đành cho nhóm người Trác Phàm đi. Trước khi đi, Trác Phàm còn tặng mê người Thái gia một câu, hôm nay các người không thèm để ý tới ta, ngày mai ta sẽ cho các người không có cơ hội với tới được, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Thấy Trác Phàm khoái trá rời đi, Vũ Phi tức giận lắm, một mặt trách móc Thái gia chủ, một mặt tuyên bố tuy Thái gia không dám nhưng tôn gia của cô ta thì không sợ, món nợ vả mặt này cô ta nhất định phải trả lại gấp ngàn lần, cũng phải cho Trác Phàm biết thế nào là ngự hạ thất thế gia. Ra khỏi nhà họ Thái, Trác Phàm đột nhiên hỏi Vân Thường ngự hạ thất thế gia là gì. Nhắc đến ngự hạ thất thế gia, sắc mặt Lạc Vân Thường biến đổi kịch liệt, cô có chút hoảng sợ kể cho Trác Phàm. Ở thời Thiên Vũ Đế quốc khai quốc, có 7 vị công thần được hoàng thất phê chuẩn, có thể đứng ngang hàng với hoàng gia, trong tay có lãnh địa và thế lực xếp trên các đại thế gia khác. Thất thế gia chính là cấm khu mà các đại thế gia khác không được đụng vào, kẻ thù của thất thế gia chính là kẻ thù của cả đế quốc. Nghe những thông tin này, lão Bàng vô cùng sốc, thảo nào khi nhắc đến thất thế gia, tiểu thư nhà Hán lại có vẻ lo sợ đến vậy. Trác Phàm cũng có hỏi, tôn gia có nằm trong thất thế gia không? Lạc Vân Thường nói không phải, nhưng cũng hỏi vì sao anh hỏi thế. Trác Phàm nói, vừa nãy nghe Tôn Vũ Phi nhắc đến, từ đó có thể duy ra, tôn gia có quan hệ đặc biệt với thất thế gia. Nghe vậy thì ai nấy đều tá hỏa, như vậy là họ đã vô tình đụng đến thất thế gia. Quả này họa diệt tộc là không tránh khỏi, Lạc Vân Thường lập tức lôi Trác Phàm đi, nói mình phải đến xin lỗi Tôn Vũ Phi. Trác Phàm lập tức hất tay cô ra, nói, bây giờ đi chỉ có đường chết. Đúng lúc này, đột nhiên thằng nhóc Lạc Vân Hải hỏi, Trác đại ca, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Trác Phàm ngạc nhiên nói, ngươi không gọi ta là cẩu nô tài nữa ư?
Lúc này thằng nhóc tỏ vẻ am hiểu sự đời, nói một tràng rõng rạc, chắc đại ca có ơn cứu mạng với 2 tỷ để ta. Ta vô cùng cảm kích, sau này huynh sẽ là phụ mẫu tái sinh của ta, ca ca ruột của ta, anh rể của ta, cầu xin huynh giúp đỡ chúng ta thêm một lần nữa. Cú quay xe và bài diễn văn của thằng nhỏ làm cho Vân Thường và lão Bàng câm nín, cái này còn không phải lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng sao. Trác Phàm đã bị Lạc Gia bám dai như đỉa, muốn dứt cũng khó. Anh hỏi Lạc Vân Thường ở Phá Ông Lâm Thành có thất thế gia không, Vân Thường nói đó là Tiềm Long Các. Nghe vậy thì Trác Phàm kêu bọn họ nên đi tìm khách trọ nghỉ ngơi, sáng mai đến Tiềm Long Các kết liên minh. Lại một lần nữa, mấy người Lạc Gia nhận thêm một cú sốc lớn. Ngày hôm sau, mới sáng sớm Trác Phàm đã dắt mấy người đến cửa Tiềm Long Các. Vừa nhìn qua hộ vệ, Trác Phàm nhận ra nơi này toàn cao thủ đỉnh phong tụ khí cảnh, không hổ danh ngự hạ thất thế gia chút nào. Trác Phàm bước lên nói rằng có Quy Vân Trang Lạc Gia tiểu thư, Lạc Vân Thường cầu kiến quản sự ở đây, nhờ mấy người gác cổng và thông báo một tiếng. Thấy Trác Phàm mông cuồng, nói chuyện không nhìn mặt, mấy tên gác cổng tức lắm, bọn chúng nói không biết Lạc Gia và quản sự ở đây cũng không tiếp loại vô danh tiểu tốt. Vân Thường định lên ngăn Trác Phàm, nhưng anh lại nói, có gặp hay không các ngươi cũng phải đi thông báo một tiếng, chưa tới lượt nô tài các ngươi ở đây làm chủ. Đi trừ xéo, hai tên gác cổng lập tức nổi giận, dậm chân đã tạo ra xung lực, phô trương thanh thế. Trác Phàm càng mắng to hơn, thì ra ngự hạ thất thế ra đãi khách thế này đây, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Đúng lúc này, có một cô gái đi ra kêu mấy người dừng lại, vừa ra cô đã giáo huấn đám gác cổng, xong cũng tự giới thiệu bản thân, cô ta tên Long Quỳ, làm tập vụ ở Tiềm Long Các. Trác Phàm thấy người quen, nghĩ bụng quả này dễ làm việc rồi, anh cũng giới thiệu thân phận quản gia của mình. Nói Lạc Gia gặp chuyện, biết nơi này là nơi giám bảo uy tín nhất đế quốc nên muốn tới bán một bảo vật gia truyền. Nghe nói có bảo vật, Long Quỳ liền mười mấy người Trác Phàm đi vào, hai tên gác cổng rất cay cú, bọn chúng đang rất chờ đợi. Nếu lần này Trác Phàm không mang bảo vật gì hiếm ra, chắc chắn khi ra khỏi cổng chúng sẽ tần cho anh một trận no đòn. Vào phòng giám định, Trác Phàm đưa bức họa mình mới vẽ hôm qua cho Long Quỳ xem xét, rồi đánh giá của anh. Long Quỳ này tuy rất thông minh lanh lợi, nhưng ở trước mặt anh cũng chỉ là con ngan con mà thôi. Vừa nhìn tới bức họa, Long Quỳ đã không ngừng cảm khái, còn đối với Vân Thường và Bàng Diên, họ không hiểu với bức họa Trác Phàm mới vẽ hôm qua, sao Long Quỳ lại xem như bảo bối vậy. Đầu tiên, Long Quỳ ra giá 20 vạn linh thạch, cái giá làm hai người kia há hốc mồm, nhưng gây gớm hơn thế là Trác Phàm không bán. Kỳ kèo thêm một hồi, Long Quỳ nâng giá lên 30 vạn, Trác Phàm vẫn không ưng, kêu Long Quỳ trả bức họa đồ để anh còn đi về. Long Quỳ đương nhiên nhìn ra, đây là trận thức đồ nhất cấp rất đặc biệt, cô chưa từng thấy qua, bất kể như thế nào cô cũng phải mua nó. Thế là liền quay sang mặc cả với Lạc tiểu thư, nói nếu như cô ấy đồng ý bán với giá 30 vạn, Lạc Gia sẽ là khách quý của Tiềm Long Các. Đãi ngộ không tệ, Lạc Vân Thường quay sang nhìn Trác Phàm, Trác Phàm kêu cô im miệng, để anh làm việc. Trác Phàm ra mặt, Long Quỳ cũng không muốn kỳ kèo nữa, cô trả trận thức đồ cho anh, kêu anh chỗ nào trả cao hơn Tiềm Long Các thì cứ đi đến đó bán. Thế nhưng Trác Phàm chê cô là không biết nhìn đồ tốt, hỏi Tiềm Long Các còn giám định sư nào không thì mời ra đây cho anh làm việc. Lời nói này rất gây ức chế, Long Quỳ kêu anh đợi ở đó, sau đó nhanh chóng chạy đi mời người khác tới. Một lát sau, người Long Quỳ dẫn tới chính là thần nhãn Long Cử, hay còn gọi là Long Chột, một giám định sư đệ nhất và cũng là quản sự Tiềm Long Các, tu vi người này rất cao, Trác Phàm nhìn không thấu được. Sau khi chào hỏi, Long Cử có nói Long Quỳ tuy trẻ người non dạ, nhưng lại là người rất có mắt nhìn. Nhưng khi vừa mở trận thức đồ ra thì ông ta đột nhiên ngừng nói phét, trực tiếp ra giá 180 vạn linh thạch, vậy mà Trác Phàm còn kêu quá thấp. Long Cử nói ông ta hiểu, nhưng giờ ông ta chỉ có thể điều động từng đó tiền, nhiều hơn thì không có. Thấy vậy Lạc Vân Thường liền bước lên nói đồng ý bán, tránh cho gây xích mích với thất thế gia. Lúc Long Cửu cười ha ha tưởng đã chốt được kèo, Trác Phàm đột nhiên bước tới trước mặt ông, nói với giá này thì vụ làm ăn coi như hủy. Long Cửu có hơi tức giận, hét một tiếng hất văng Trác Phàm ra xa, nói ông ta nhất định phải có trận thức đồ này. Bị dọa không sợ, Trác Phàm nói, Cửu gia, làm thế này sẽ tổn hại tới danh tiếng Tiềm Long Các. Tiểu tử, ngươi sợ ư? Long Cửu nói. Tiềm Long Các là kinh thương gia tộc duy nhất của thất thế gia, ép buộc mua bán ảnh hưởng tới uy danh gia tộc. Tiểu tử ta chỉ có một cái mạng này, ngài lấy danh dự của gia tộc ra đánh cược với ta phải không? Cử gia, ngài sợ rồi sao? Trác Phàm không sợ hãi nói to. Không ngờ, Long Cử lại cười lớn, nói Lạc Gia có người quản gia này chắc chắn có ngày cuột khởi. Ông ta cũng đoán ra Trác Phàm đến đây không chỉ vì bán đồ, nên liền kêu anh ra giá và điều kiện. Trác Phàm báo giá 1.000 vạn, đầu tiên trả trước 100 vạn, còn lại thì trả góp, coi như Tiềm Long Các nợ Lạc Gia. Long Cử lập tức đồng ý, sau đó kêu Long Quỳ thanh toán tiền rồi tiễn khách. Sau khi nhóm Trác Phàm rời đi, Long Quỳ tò mò hỏi vì sao Long Cửu làm vậy. Ông chỉ nói đây là thượng cổ trận thức đồ, là bảo vật vô giá có tiền không mua được. Sau đó ông ta kêu Long Quỳ cho người đi bảo vệ Lạc Gia, một là vì hôm qua họ mới đắc tội Tôn Gia, hai là vì Tiềm Long Các đang nợ họ. Kết thúc video,
Đây là bộ truyện Đại Quản Gia là Ma Hoàng, được viết review bởi Phùng Triện, edit video bởi Team Triệu Gia. Các bạn nếu có thấy chỗ nào chưa ổn, hãy comment để mình hoàn thiện thêm nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều.